Francisco chúng tôi cùng đồng hành và cộng tác với nhóm Martino yêu thương đến với bà con nghèo tại Bonneting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo nơi đây. Một trận mưa đầu mùa bất chợt kéo đến từ sáng sớm, nhưng mưa có lớn cỡ nào cũng không ngăn nổi bước chân của bà con nghèo nơi đây. Bởi bình thường muốn đi khám bệnh, bà con phải đi xa khoảng trên 60 km mới đến được bệnh viện để khám bệnh, nên hôm nay trận mưa chẳng là gì so với chặng đường xa ấy. Những khuôn mặt hằn lên những nét khắc khổ, bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, còn nghèo khó và nhiều thiếu thốn. Người bà con ở đây thiếu thốn về mọi mặt. Đời sống bà con đây chủ yếu là làm nương rẫy. Và đời sống khó khăn nhất của bà con là về mặt chăm sóc sức khỏe. Họ không được hiểu biết về vệ sinh, ăn uống cho đảm bảo vệ sinh. Rồi thứ nhất là, thứ hai nữa là cần sự giúp đỡ của về ngành y tế, rồi cứu giúp trẻ mồ côi, rồi các bà quá phụ để có được điều kiện khám chữa bệnh miễn phí như này thì rất là cần thiết. Với đội ngũ y bác sĩ, các thiện nguyện viên nhiệt tâm cùng các thiết bị máy móc hiện đại, bà con được thăm khám, kiểm tra sức khỏe, được nhận thuốc chữa bệnh miễn phí. Việc làm ý nghĩa yêu thương này của nhóm Martino yêu thương cùng chút chia sẻ của hội giúp bà con được khám chữa bệnh kịp thời, được vơi đi. Gia đình Martino này cũng đã hoạt động trong 5 năm rồi. Và trong 5 năm ấy, hàng tháng gia đình Martino vẫn đến những vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những vùng người dân tộc để mà chia sẻ những viên thuốc cho những người nghèo. Thì trong hoạt động ấy, đoàn cũng luôn luôn tìm những cái điều tốt nhất đến cho những người dân ở nơi đây. Và những người dân này là những nơi mà chúng tôi cách đây cũng gần 2 năm và chúng tôi đã trở lại, bởi vì còn nhiều nơi để chúng tôi cần phải chia sẻ nữa. Do vậy, trong những cái tình thân ái đó, chúng tôi cũng luôn luôn đến những cái vùng sâu ấy để mà chúng tôi chia sẻ với họ từ những viên thuốc, từ những món quà nhỏ mọn, nhưng tất cả đó cũng chỉ là những cái là giúp cho họ trở nên tốt hơn. Nhà bà tất cả được 7 người con hả? Nhà bà làm gì ở đây bà? Không có làm, làm rẫy làm ruộng. Làm rẫy làm ruộng hả? Thế được, có được nhiều đất không bà? Không nhiều, ít lắm, có một khác thôi. Hai ông ba làm thì nhà con một con làm khác rồi. Thế thì làm như vậy có đủ ăn không bà? Không đủ. Cứ bênh mệt thế này này, cứ nằm phiền mệt không có đủ ăn. Được vơi đi nhiều lo lắng về bệnh tật mà không phải mất tiền hay phải đi vay mượn tiền để đi khám chữa bệnh. Có những khi đau ốm, nhưng vì đường xa, tiền không có, nên nhiều lần bà con vẫn ráng sức chịu đựng, nằm ở nhà với mong ước sức khỏe sẽ dần được khá hơn. Và cũng nhiều lần ráng không nổi nữa thì phải đi vay mượn, xoay sở, để đi bệnh viện gấp vì bệnh đã thêm nặng. Vâng, nó một mình thôi, nó trông qua bà nó chết rồi. Bà ở một mình đấy hả? Nó chết chóng của bà là năm 2000. Nói chung là ở đây vùng kinh tế mới thì còn nhiều cái còn khó khăn lắm. Bệnh viện các thứ ở xa xôi, trường học thì nó cũng xa. Hơn nữa, với tinh thần mà đoàn Martino luôn luôn dành cho họ, đó là sự yêu thương, sự sẻ chia. Từ những viên thuốc, từ những món quà đấy chẳng là gì, nhưng tất cả đó là cả một tình yêu thương của những ân nhân. Và trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý ân nhân, đặc biệt là trong Hội Bác Ái Francisco đã giúp cho đoàn của chúng tôi trong cái chuyến đi này một phần nào đó để bớt đi cái gánh nặng cho những người nghèo, bớt đi cho những cái gánh nặng cho những người đang thiếu và đang cần những viên thuốc. Do vậy, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị và luôn luôn mong muốn quý vị có những sức khỏe, có những cái điều tốt đẹp nhất đến với quý vị. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẵn sàng mong ước
những cái cộng tác sau này với quý vị trong thời gian tương lai. Xin Chúa ban bình an và Chúa chúc lành cho quý vị. Những viên thuốc yêu thương là tấm lòng, sự hy sinh của nhóm Martino yêu thương, là những sẻ chia của quý vị ân nhân hội Bác Ái Francisco đã giúp cho bà con vơi bớt đi những gánh nặng tinh thần và đau ốm thể xác. Xin tri ân quý vị ân nhân, xin quý vị tiếp tục rộng tay yêu thương cùng với hội chia sẻ những viên thuốc tình thương đến bà con nghèo khắp nơi.